Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong nghiệp bất kịp có tiền cầu. Con đang nghe Thế Chuyên trì tụng, người tỏ như lá nghiệp nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 398. Kinh Đại Bi, quyển 3, phẩm 3. Đại Bi. Phật báo Bồ Tát Tổng Giáo Vương. Bồ Tát thành tựu 16 việc độ sinh bằng tâm Đại Bi. 16 việc là Bồ Tát không chấp thân. Với chúng sinh tài chấp, Bồ Tát thuyết giảng kinh pháp trừ mê hoặc nghi ngờ. Chúng sinh điên đảo, hư dối, vô thường cho là thường, khổ tưởng là vui, không thân chấp thân, trống không cho là tịnh. Bồ Tát từ bi thuyết giảng kinh pháp trừ hết mọi điên đảo của chúng. Chúng sinh chấp ngã, không hình sắc cho là có hình sắc. Bồ Tát giảng pháp giúp chúng đoạn chấp ngã. Chúng sinh bị năm cái che lấp, chìm trong dục vọng rất nguy hiểm, ngủ mê trong vô minh, giả dối nghi ngờ, không hiểu pháp sâu. Bồ Tát giảng về vô minh, diệt trừ năm cái. Chúng sinh sống trong sáu tình, mắt chấp hình sắc, lo trang sức, tai tham tiếng, mũi tham hương, lưỡi tham vị, thân tham tiếp xúc, ý tham pháp. Bồ Tát từ bi giảng pháp giúp chúng sinh từ sáu tình. Chúng sinh cao ngạo tự đại, cho mình là hơn, giả dối, độc hại, khinh khi mọi người, tự cho mình hành chánh đạo, tự cho thuộc gia đình quý tộc, sắc diện xinh đẹp, luôn buông thả với sở thích, chưa đạt cho là đạt, không hiện tại lại ghét bậc hiện tại, không đủ thánh đức lại ghét bậc thánh đức, sống trong tà chấp lại cho là an trụ để chánh đạo. Bồ Tát khởi tâm từ bi giảng pháp trừ bỏ kiêu mạn, chúng sinh tham chấp ân ái giả tạm, tham vợ con gia nghiệp cho dàn đuổi theo. Bồ Tát khởi tâm từ bi giảng kinh pháp trừ chấp ân ái. Chúng sinh tranh giành thù hận, giận dữ, chấp chặt. Bồ Tát từ bi giảng kinh pháp trừ sân hận. Chúng sinh thích gần bạn ác, xa bạn tốt, tạo nghiệp ác. Bồ Tát từ bi thuyết giảng kinh pháp giúp chúng trừ bỏ bạn ác, gần quy bạn lành. Chúng sinh keo kiệt, tham đắm của cải, xa trí Phật. Bồ Tát từ bi thuyết giảng kinh pháp giúp chúng bỏ tâm tham thiết, gần trí Phật. Chúng sinh sống trái đạo, chấp thường đoạn. Bồ Tát từ bi thuyết giảng kinh pháp giúp chúng hiểu rõ về pháp nhân duyên. Chúng sinh cho mình ngu muội chấp ngã, chúng sinh thọ mạng. Bồ Tát từ bi thuyết giảng kinh pháp giúp chúng từ trừ tà chấp, đạt mắt thanh tịnh của Phật Bồ Tát. Chúng sinh mãi chìm trong sinh tử, bị giật năm ấm năm dục điều khiển. Bồ Tát từ bi thuyết giảng kinh pháp giúp chúng trừ tham chấp ba cõi. Chúng sinh bị nghiệp ma ràng buộc, vọng chấp về ta và sở hữu của ta. Bồ Tát từ bi thuyết giảng kinh pháp giúp chúng giải thoát mọi ràng buộc. Chúng sinh đóng cửa giải thoát, mở cửa cõi ác. Bồ Tát từ bi thuyết giảng kinh pháp, mở cửa niết bàn. Thì nam đó là 16 việc giáo hộ chúng sinh bằng tâm từ bi của Bồ Tát. Phần 7 giáo hóa. Khi ấy Đức Phật bảo Bồ Tát Tổng Giáo Vương, Bồ Tát lại có 32 việc tu nghiệp lành, trừ tội ác. Chúng sinh tự cao, tham mê ngủ nghỉ, chấp thân. Bồ Tát dùng trí tuệ giáo hóa, đưa chúng vào đạo. Chúng sinh hành pháp tiểu thừa, chấp ta người. Bồ Tát khuyên dạy chúng tu pháp đại thừa phi diệu. Chúng sinh sống trái pháp, chấp tà, chấp thân. Bồ Tát giáo hóa giúp chúng thích chánh pháp. Chúng sinh không làm thanh tịnh với đức, Bồ Tát thanh tịnh thân nghiệp, tâm tánh thuận hợp để giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh sống trong 62 kiến chấp, Bồ Tát giáo hóa bằng trí thánh hiền. Chúng sinh vô minh điên đảo, Bồ Tát giáo hóa chỉ dạy trí sáng, tùy thuận, nhu hòa. Chúng sinh xa lánh chánh pháp, Bồ Tát tự tu pháp Phật để giáo hóa, tùy thời cơ giảng pháp. Chúng sinh tham tiếc, Bồ Tát tu hành bố thí, ban cho tất cả, giúp người bỏ tham, biết bố thí. Chúng sinh phạm điều ác, không thận trọng, Bồ Tát giữ giới để độ chúng. Chúng sinh thích tranh chấp, thù hận, Bồ Tát tu hành nhẫn nhục, từ bi để độ chúng. Chúng sinh lười biếng, Bồ Tát siêng năng, sớm hơn tu tập để độ chúng. Chúng sinh buông lung, tán loạn, Bồ Tát định tâm, giúp chúng an định. Chúng sinh ngu si kiêu mạn, Bồ Tát tu trí trừ ngu, giáo hóa chúng bằng trí. Chúng sinh sống trái thời, tự ngoại mình, Bồ Tát dùng phương tiện tu hành bình đẳng giáo hóa chúng. Chúng sinh sống trong dục trần, vọng tưởng bất tịnh, làm việc không nên làm, Bồ Tát tự độ ân ái, giáo hóa trừ diệt dục ô uế. Chúng sinh thân tham thân đến nỗi chịu ràng buộc trong hình ngục, Bồ Tát không tham thân, giáo hóa chúng sinh trừ điên đảo tham chấp. Chúng sinh không định tĩnh, không tương giới luật, chưa giải thoát, Bồ Tát điều phục thân tâm, phụng hành giới luật để giáo hóa chúng. Chúng sinh không hiếu thuận, quên ân nghĩa, tổn hại công đức, Bồ Tát hiếu thuận, biết đền ân,
bão hòa cán lạnh rồi đổi chúng. Chúng sinh sống trong sự che lấp, thuận theo tà giáo. Bồ Tát vượt ngọn trở ngại để độ chúng. Chúng sinh sống theo pháp ác, không nghe lời Phật, Bồ Tát. Bồ Tát hành pháp lành, thuận bậc trí để giáo hóa mọi loài. Chúng sinh sống trong phi nghĩa, hư dối, dông ruổi. Bồ Tát tùy thuận nghĩa lý, làm việc đức để giáo hóa chúng. Chúng sinh sống nghèo khổ, xa pháp tài hiền thánh. Bồ Tát tu pháp không nghèo, thuận bày thánh tài. Tính, giới, hổ, thẹn, nghe, thí, trí tuệ để giáo hóa họ. Chúng sinh sống trong tật bệnh, Bồ Tát trừ bốn độc. Thân ăn ổn, không dục vọng để đội chúng trừ bệnh, thoát nạn. Chúng sinh sống trong tối tâm, xa lánh trí sáng, Bồ Tát tu trí để đội chúng. Chúng sinh trôi trong ba cõi, năm đường, luân chuyển không thôi, Bồ Tát không chấp ba cõi, giáo hóa chúng sinh. Chặt đứt sợi dây ba cõi. Chúng sinh sống trong tà đạo, Bồ Tát tự tu chánh đạo để đội chúng vào đường chánh. Chúng sinh tham thân, mạng, không thấy hoạn nạn, Bồ Tát không tiếc thân mạng, tác động nguyên nhân của hoạn nạn, giáo hóa chúng sinh không chấp thân. Biết hoạn nạn, chúng sinh xa lánh Phật Pháp Tăng, Bồ Tát tu hành không đoạn giống tam bảo, giúp chúng tùy thuận ban ngôi báu, chúng sinh bỏ chánh pháp. Bồ Tát hộ pháp đại đội sinh hộ pháp, thuyết giảng pháp Phật, giúp chúng sống trong chánh pháp. Chúng sinh xa Phật, không tu sáu niệm, Bồ Tát tu hành sáu niệm để giúp chúng hành theo. Chúng sinh mãi tạo nghiệp trần lao, Bồ Tát trừ tội lỗi, giúp chúng diệt tội. Chúng sinh làm ác, xa lánh pháp lành, Bồ Tát tu pháp lành, bỏ pháp ác để đội chúng an trụ nơi pháp chân chánh, nhu thuận. Thì nam, Bồ Tát hành hạnh bình đẳng, làm mọi việc như thế mới có thể bảo hộ chánh pháp của Phật. Phẩm 8 Đạo Tuệ. Phật bảo Bồ Tát Tổng Giáo Vương, Tỳ Nam, hành nghiệp của Bồ Tát không thể tính đếm. Vì sao? Chúng sinh tham dục sẽ tranh chấp. Bồ Tát lại tu tập tích lũy công đức, tu tập các hạnh. Tỳ Nam, giờ sự chúng sinh trong hàng hà sẽ có Phật đều hành hạnh tinh văn. Bởi chư Phật và công bằng công đức phát tâm của Bồ Tát, dù chỉ là một phần trong trăm ngàn vạn phần, vẫn không thể so sánh được. Vì sao? Vì bản tánh vốn không dục trần, thành văn duyên giá trụ trong sự hòa hợp. Bồ Tát tiêu trừ tất cả sự hòa hợp dục trần của chúng sinh. Tiền nam, so với nghiệp của chúng sinh, công đức của thành văn duyên giác, hạnh của Bồ Tát là hơn hết. Vì sao? Vì phàm phu tạo nghiệp từ sự điên đảo, thành văn duyên giác vẫn tùy tập duyên, hạnh của Bồ Tát không có điên đảo, công đức khôn lường. Vì thế Bồ Tát hơn thành văn duyên giác chúng sinh. Nghe Phật dạy, Bồ Tát Tổng Giáo Vương vui mừng khôn tả, phát tâm lành, khen ngợi lời Phật thật hy hữu của hai vị kiệt. Như Lai đại giảng về sự trang nghiêm, hào quang tâm từ, việc độ sinh của Bồ Tát. Ngưỡng mong Đức Thế Tôn thương xót giảng giải tâm từ bi của Phật đối với chúng sinh, việc làm của Phật, vi diệu tại Thế Tôn. Như Lai thấy biết tất cả, hiểu được các nghiệp, xin phân biệt giải nói cho chúng con. Phật nói, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Như Lai sẽ giảng nói về tâm từ bi, hành nguyện và sự thuyết giảng giáo hóa của Phật. Thì nam, chư Phật Thế Tôn không khởi tâm bi, cũng không thực hành. Vì sao? Vì chư Phật luôn sống trong tâm bi, không bỏ chúng sinh, tích lũy vô số công đức. Vì thế, không thoái chuyển, không bỏ chúng sinh, đó là tâm bi của Phật. Tâm bi đó rộng lớn, không thể tính đếm, không thể so sánh, không có chỗ chứa, từ xưa đến nay không ai nói hết. Vì sao? Như Lai thành đạo luôn sống trong tâm bi, thương yêu chúng sinh. Như Pháp Phật, tâm bi cũng thế. Thế nào là sự thành tựu đạo quả của Như Lai? Không gốc không trụ là thành đạo. Trong đạo đó có gì là gốc là trụ? Nếu chấp thân là gốc thì thuộc tư tưởng không thành. Vì thế Như Lai tùy thời thành đạo nên không gốc không trụ. Vì vậy Như Lai thành tựu chánh giác với tất cả chúng sinh, không trụ không gốc, hiểu rõ nguồn cội từ tuần giảng thuyết, giúp chúng tỏ ngộ. Vì vậy Như Lai luôn thương yêu chúng sinh. Thì nam, đạo là sự tịch tỉnh, điềm tĩnh, nghĩa là đối với bên trong là tịch tỉnh, đối với bên ngoài là điềm tĩnh. Vì sao? Chỉ mắt rỗng lặng, không có ta, không có thọ nhận. Tai mũi lưỡi thân tâm cũng rỗng lặng, không có ta, không có thọ nhận. Biết được mắt rỗng lặng nên không chạy theo sắc, đó là tịch tỉnh. Tai mũi lưỡi thân tâm cũng rỗng lặng, biết như thế nên không chạy theo các pháp, đó là điềm tĩnh. Chúng sinh không hiểu rõ tịch tỉnh rồi điềm tĩnh nên chạy theo, dạy cho chúng biết. Vì thế Như Lai luôn từ bi với chúng sinh.
Thì nam, đạo vốn tịnh cũng rất rõ ràng. Tịnh tức là tâm vốn thanh tịnh, nghĩa đó là sao? Tịnh là không chấp trước, không sai phạm, bình đẳng như hư không. Hư không vốn tịnh nên chẳng các đạo. Vì đạo như hư không nên gọi là không là đẳng tụ. Tuy tịnh nhưng lại rất rõ ràng nên gọi là vốn tịnh và rõ ràng. Phàm phu không thật biết, bị khất trần ô nhiễm. Ta giúp chúng hiểu rõ việc ấy nên Như Lai luôn từ bi với chúng sinh. Thì nam đạo không siêng năng, không lười biến, nghĩa là tóm thu tất cả pháp là không siêng năng, đã đầy đủ tất cả pháp nên Như Lai không thể có siêng năng, cũng không thể có không siêng năng, với tất cả sự chấp chặt. Hơn nữa Như Lai đối với các pháp không thấy sinh tử, không thể có niết bàn, trừ chấp kia đây. Như Lai hiểu rõ các pháp nên thành chánh giác, được tôn đà là Như Lai, đó là không siêng năng, không lười biến. Phàm phu ngu si không hiểu điều ấy, Như Lai giải thích giúp chúng hiểu rõ. Vì vậy Như Lai luôn từ bi với chúng sinh. Thì nam, đạo không vọng tưởng, không nhân duyên, nghĩa là mắt đối với thức không nắm bắt là không vọng tưởng, không thấy sắc là không nhân duyên. Tai, mũi, miệng, thân thông cũng thế, không nắm bắt, không vọng tưởng, không thấy các pháp là không nhân duyên. Không vọng tưởng, không nhân duyên là hạnh của hiền thánh. Thế nào là hạnh Phật? Giả ba cõi nhưng không tạo nghiệp, ở đây cũng không tạo nghiệp là hạnh Phật. Phàm phu không hiểu hạnh Phật nên Như Lai chỉ dẫn giác ngộ cho chúng. Vì thế Như Lai thường từ bi với chúng sinh. Thì nam, đạo không có quá khứ, vị lai hiện tại, bình đẳng như ba đời, trừ ba chấp, nghĩa là tâm không chạy lui theo quá khứ, tuệ không hướng về tương lai, tâm ý thức không dừng ở hiện tại, không nhớ quá khứ, không nghĩ vị lai, không đùa với hiện tại, hiểu được ba đời là trừ ba chấp. Phàm phu không hiểu hạnh thánh hiền, ta giác ngộ chúng để chúng biết được. Vì thế Như Lai luôn từ bi với chúng sinh. Thì nam đạo không có thân, không có số, không mắt, không tai, mũi, miệng, thân, ý thức. Cái hiểu được là vô vi vô số. Vô vi là không sinh diệt, không nơi chốn, trừ ba tướng. Từ vô vi hiểu hữu vi cũng thế. Vì sao? Vì tất cả những gì hiện có đều là tự nhiên, không sở hữu, không hai. Vì vậy, không thân, không làm, phàm phu ngu si, không hiểu được nên ta giác ngộ chúng để chúng nhận biết. Vì vậy, Như Lai luôn từ bi với chúng sinh. Thì nam, đạo không có dấu tích, không thể hoại. Thế nào là dấu tích? Không thể hoại, không gốc là dấu tích, không nơi trụ là không thể hoại, cảnh giới là dấu tích, không ngã là không hoại, bản tế là dấu tích, không động là không hoại, rỗng lặng là dấu tích, không hoạch là không hoại, không tưởng là dấu tích, không niệm là không hoại, không nguyện là dấu tích, không nơi chốn là không hoại, niết bàn là dấu tích, không hủy là không hoại. Đó là không hoại dấu tích. Phàm phu không thể hiểu được nên ta giác ngộ chúng để chúng nhận biết. Vì vậy Như Lai luôn từ bi với chúng sinh. Thì nam, đạo không từ thân mà thành chánh giác, cũng không từ tâm. Vì sao? Thân là ngu muội như cỏ, cây, tường, vách, ngói, đá, bóng. Tâm là huyễn hóa. Biết như vậy về thân tâm là đạo. Chỉ một ngôn ngữ để nêu, đạo không có ngôn ngữ, không thân tâm, không phải pháp vi pháp, không phải đạo vi đạo, không thành thật, không lừa dối. Vì sao? Đạo không thể nói. Trong tất cả pháp không có đạo, không có nơi chốn. Trong ngôn ngữ nhưng không thể nói năng. Như hư không, không có nơi chốn, không nơi dừng, không ngôn ngữ. Đạo cũng vậy, không có nói dừng, không ngôn ngữ. Từ trong các pháp tìm xét kỹ về đạo thì không có văn tự, pháp cũng không có ngôn ngữ. Hiểu được các pháp không ngôn ngữ là biết xuất xứ của các pháp. Phàm phu ngu si không hiểu nên ta giúp chúng hiểu. Vì thế Như Lai luôn từ bi với chúng sinh. Thì nam, đạo không nắm bắt, không nương tựa, nghĩa là đoạn nhãn thức không nhận sắc, không chân đắc. Giữa tay, mũi, thân, ý, khẩu, khi đoạn thức thì không nhận, không chứng đắc. Các pháp không có được nên không có nương tựa. Vì thế Như Lai không thọ nhận, không nương tựa, thức không thoái lui. Tai đối với tiếng, mũi, miệng, thân ý đối với hương, vị, xúc pháp cũng không nương tựa, thức không thoái lui. Đã không trụ thức thì có thể phân biệt được nơi chốn tâm tánh của tất cả chúng sinh.
Thế nào là nơi chốn tâm của chúng sinh? Có bốn: sắc, thống dương, thọ, tư tưởng, tưởng, sinh tử, hành. Tất cả đều không có nơi dừng. Như Lai hiểu rõ không có nơi dừng, phàm phu không hiểu, nên Như Lai giác ngộ để chúng hiểu. Vì thế Như Lai luôn từ bi với chúng sinh. Thì Nam đều là rỗng lặng, vì tất cả các pháp đều rỗng lặng. Như Lai hiểu sự rỗng lặng ấy, hiểu tất cả pháp nên thành chánh giác. Sự rỗng lặng lại là rỗng lặng, vì thế thành chánh giác. Với trí tuệ đó, Phật phân biệt việc rỗng lặng, biết không có hai. Nghĩa là sự rỗng lặng và trí tạo không hai, vì không có hai pháp nên không hai. Đã không hai thì không danh, tưởng, hạnh, căn nguyên, lưu truyền, nói năng. Có nương nhận là có nơi hướng về, không phải là chưa đến. Có pháp nào là sắc là không? Không là như hư không. Hư không không thể nói năng là không. Sự rỗng lặng cũng không thể nói năng. Tất cả các pháp đã như thế. Không danh, không ngôn ngữ, không kiêu mạn. Nơi chốn cũng không nơi chốn. Vì thế tất cả các pháp nói ra đều không có ngôn ngữ, cũng không phải không ngôn ngữ. Sinh cũng thế, không chánh tà. Như Lai không sinh, hiểu rõ không gốc. Sự hiểu biết, sự giải thoát của Như Lai không đói mở, là bình đẳng. Phàm phu không hiểu, ta giúp chúng hiểu. Vì thế Như Lai luôn từ bi với chúng sinh. Thì Nam đạo như hư không. Hư không không bình đẳng, không nghiêng lệch. Nếu chấp vào sự bình đẳng thì không thành đạo. Từ sự không bình đẳng, không nghiêng lệch, Như Lai hiểu biết tất cả pháp không gốc tích nên thành chánh giác. Với các pháp, Như Lai không chấp là chính là tà. Pháp đà vậy, trí tuệ cũng vậy. Giới pháp Phật có thọ nhận gọi là có, là quy về. Không thọ nhận gọi là không. Không chủ tệ, tự nhiên thành tựu. Ngoài tự nhiên không có đi lại, không tiến thoái. Nếu có tiến thì có đoạn trừ, Như Lai thuyết pháp đoạn các chấp đó. Phàm phu không hiểu, ta giúp chúng hiểu. Vì vậy, Như Lai luôn từ bi với chúng sinh. Thì Nam đạo là dấu thật. Ví vì như đạo sắc cũng vậy, không gốc không thoái lui. Tà tưởng hành thức cũng không gốc, không thoái chuyển. Đất nước lửa gió cũng không thoái lui. Mắt, tai, mũi, thân, khẩu, ý, pháp sắc cũng không gốc không thoái lui. Các pháp không phân biệt ba đời. Như Lai hiểu chân đế của các pháp nên thành chánh giác. Sự hiểu biết đó vượt ngoài điên đảo. Lại nữa, trong quá khứ vì là hiện tại không có gốc, không thoái chuyển. Gốc đó không có nơi sinh. Các pháp khác cũng vậy, nên gọi là dấu chân thật. Một việc là thế, tất cả việc đều thế. Tất cả việc đã vậy, một việc cũng vậy, đều không thể đắc. Phàm phu không hiểu biết, Như Lai giúp chúng hiểu. Vì vậy Như Lai luôn từ bi với chúng sinh. Thì Nam đạo là nhà, không là nhà. Thế nào là nhà? Là không nhà. Tu hành tất cả pháp lành là nhà, không nắm bắt các pháp là không nhà. Giờ tâm không dừng, không nơi chốn, không tưởng, không tham muội, không giải thoát. Quán sát, tưởng niệm, tánh đếm, so sánh là nhà, không biết là không nhà. Quán sát hữu vi là nhà, quán sát vô vi là không nhà. Hiểu không nhà là đạo. Phàm phu không hiểu nên Như Lai giúp chúng hiểu. Vì vậy, Như Lai luôn từ bi với chúng sinh. Thì Nam đạo không khuyết lậu, không thọ nhận, nghĩa là trừ bốn lậu hoặc là không lậu. Bốn lậu là dục, hữu, si, kiến. Không thọ là trừ bốn thọ, dục, hữu, kiến, giới. Bốn thọ đều thuộc vô minh, ân ái. Nó từ bên trong phát khởi phát. Như Lai trừ thọ bên trong. Vì bên trong thanh tịnh nên hướng chúng sinh thanh tịnh. Bên trong thanh tịnh là không vọng tưởng, không điên đảo, chỉ có nhu thuận. Không trụ nơi vô minh, không trụ nơi 12 số. Không thọ sinh, tịch tịnh, không nghĩa lý, là đệ nhất nghĩa. Cùng tột, không người, không nắm bắt, là đạo Như Lai. Là 12 nhân duyên, là pháp, là thấy duyên sinh. Thấy pháp, thấy Như Lai. Quán xét biết tất cả không có gốc, không có ngọn, không thể thấy. Thế nào là sở hữu, không thấy nhân duyên trong vọng tưởng. Đó là sự hiểu biết của Như Lai. Tất cả các pháp đều bình đẳng, không thiên lệch, không lậu hoặc, không thọ nhận. Phàm phu không hiểu nên Như Lai giúp chúng hiểu. Vì vậy Như Lai luôn từ bi với chúng sinh. Thì Nam đạo thanh tịnh không cấu nhiễm, nghĩa là rỗng lặng là thanh tịnh, không vọng tưởng là trừ cấu,
Không huyện là không nhiễm, không sinh là thanh tịnh, không dơ là trừ cấu, không khởi là không nhiễm. Bản tánh thanh tịnh, giải thoát không nhiễm, không phóng dật là thanh tịnh, không đùa giỡn là trừ cấu, tịch tỉnh là không nhiễm, không gốc là tịnh, pháp giới hiển hiện vốn không nhiễm. Hư không thanh tịnh, hư không không có nhiễm, trí tuệ không chấp quá khứ là tịnh, không khởi vị lai là không cấu, không phân biệt hiện tại trụ trong pháp giới là không nhiễm. Đó là thanh tịnh, không cấu nhiễm, trụ trong một pháp bình đẳng, tịch tỉnh, điềm nhiên, nhân hòa. Thì nam, đạo như hư không, pháp như đạo, chúng sinh như pháp, quốc độ như chúng sinh, niết bàn như quốc độ, tất cả các pháp như niết bàn tịch tỉnh, trong bộ tộc không thấy bộ tộc là thanh tịnh. Không cấu nhiễm, Như Lai biết các sắc vốn không hình sắc nên thành chánh giác. Như Lai quán cội chúng sinh không sạch dơ, đó là lòng từ bi tạo thức tỉnh cho chúng sinh của Như Lai. Như Lai dùng phương tiện quyền biến cảm ứng đến cõi Phạm Thiên. Vì không tỉnh thì Như Lai không chuyển pháp luân. Lúc ấy 6.000-8.000 chúng Phạm Thiên đều rời khỏi cõi trời đến vườn nơi thuộc thành Ba La Nại để thỉnh Thế Tôn thuyết pháp. Phạm Thiên thưa Thế Tôn, xin giảng kinh pháp. Nhận nghe pháp, nhiều chúng sinh được hóa độ. Phạm Thiên nói kệ khen Phật, tất cả các pháp tịch nhiên điềm tĩnh, thanh tịnh thuần khiết, không dơ không nhiễm, không thể nắm bắt, không tiếng không làm, với trí tuệ đạo Phật biết hết thảy, trải vô số kiếp, thương yêu cứu độ, siêng năng khó lường, luôn luôn tinh tấn, mong được giáo hóa chúng sinh mê hoặc, chìm trong giấc ngủ cho minh cho lấp. Có nhiều chúng sinh từng tích công đức, siêng năng tu tập đến chỗ Thế Tôn, tất cả đều biết chánh pháp vi diệu. Ngưỡng mong Như Lai tùy thời thuyết pháp, hàng phục thâu nhiếp hết thảy quân ba, tùy cơ giáo hóa ban pháp cam lộ. Vì mọi chúng sinh giảm pháp hiền thánh, ngưỡng mong đạo sư chỉ rõ đường đi, thành tựu chánh giác, lòng thương vô tận, đổ xuống mọi loài giảng kinh chi diệu. Ngày nay chúng con kính tịnh Như Lai, mong nghe pháp màu bán xe đạo pháp, được Phật vần xoay nhờ ơn đức này. Như câu nai hàm Phật giảng kinh pháp, như Phật ca diếp chuyển xe chánh pháp, người mong Thế Tôn tuyên thuyết kinh pháp, như trời tuôn mưa nhầm tuấn nhuần thấm tất cả cỏ cây tốt tươi lối mái chánh đều. Phật luôn mưa từ thấm khắp thế gian, Như Lai tuôn ra nước mưa chánh pháp, từ lúc thọ sinh đã báo điềm lành, và từ tạ nguyện độ hết chúng sinh, tất cả về đây đói khát cầu sinh, xin ban pháp vị cho mọi chúng sinh. Phật nói: Thiện nam, phải tiên thiết tha tỉnh cầu ta như thế. Vì lòng từ bi, Phật đã giảng pháp vô thượng tại vườn nai thuộc thành Ba La Nại. Sa môn Phạm Chí, ma thần Phạm Thiên, trời người không ai chấp phục được. Lời Phật là lời vi diệu, và khắp tam thiên đại thiên quảng nước. Tỳ kheo Câu Luân là người đầu tiên hiểu pháp. Đức Thế Tôn lại nói kệ: Thâm diệu không thể đạt, tối tôn không tạo tác, Câu Luân hiểu nghĩa màu, trừ hết mọi kết xử. Lúc Phật giảng lời này, có vô số chúng sinh tòa nhận giáo pháp phát khởi đại bi, vô lượng chúng sinh phát tâm bồ đề vô thượng. Thì nam, Như Lai nêu 16 việc từ bi đối với chúng sinh của chư Phật. Song hành từ bi ba la mật của Phật thì không thể nào tính đếm được. Tùy từng chúng sinh Như Lai cứu độ, hàng hà xa số kiếp, Như Lai luôn cứu khổ nơi địa ngục, không thối tâm, dùng mọi phương tiện để cho chúng sinh tinh học luật pháp của các hiền thánh. Vì chúng sinh Như Lai thì hiện vô số thân hình, chịu khổ thay chúng học pháp Phật. Như Lai không mỏi mệt, không chán ghét, không trái lòng từ. Thì nam lòng từ bi của Như Lai phải phải như thế. Thì nam hành thanh văn luôn sợ khổ, lòng từ chỉ là bên ngoài da. Lòng từ của Bồ Tát vào đến xương cốt, lòng từ của chư Phật là không cùng không tận. Phật thường khuyên tất cả cầu trí Phật, dạy thanh văn phát tâm hành đạo từ bi của Bồ Tát. Lòng từ của Phật có từ trí tuệ, lòng từ của thanh văn bắt nguồn từ tâm thương yêu, lòng từ của Bồ Tát là sự giáo hóa, lòng từ của Phật từ rốt ráo lòng lớn. Chán ghét sinh tử là lòng từ của thanh văn, tinh tấn tăng trưởng là lòng từ của Bồ Tát, sẽ bị các hành là lòng từ của Phật. Thì nam chư Phật Thế Tôn luôn từ bi đối với chúng sinh. Vì một chúng sinh Phật vào thế gian một kiếp, ngàn vạn kiếp, không thể tính đếm kiếp số, Phật không vĩnh viễn trụ nơi niết bàn là đã độ sinh. Thì nam, đó là lòng từ bi của Phật đối với chúng sinh. Phẩm chính kiếp số. Phật nói: Thì nam, vô lượng vô số kiếp không thể tính đếm, ở thời quá khứ có Đức Phật hiệu Chiên Đàn Hương ra đời, cõi nước tên Hương Độ, kiếp tên Thượng Hương. Tuổi thọ của Phật là 1.268.6.000 năm. Đệ tử thanh văn của Phật là 868.6.000 người. Đệ tử Bồ Tát thì nhiều không thể tính được. Trên mỗi một lỗ chân lông Phật
đều tỏa một mùi hương vi diệu, xông khắp thăng thiên đại thiên thế giới. Cõi nước này không có mùi hôi, ở đó cỏ cây núi rừng sông suối đều tỏa hương thơm. Vì thế cõi ấy có tên là Hương Độ. Chúng sinh ở đó nhờ xông hương thơm của Phật nên thân khẩu ý không tạo tội lỗi. Người xuất gia học Phật nghe hương này thành tựu bốn thiền. Ở cõi này từng có 1.000 đức Phật cùng hiệu là Chiên Đàn Hương nên kiếp số tên là Thượng Hương. Sau khi làm mọi việc Phật, đức Chiên Đàn Hương định nhập Niết Bàn. Lúc sắp diệt độ, Phật quan sát chúng sinh, xem chúng nào sẽ được giáo hóa học pháp Phật. Dưới mắt đạo, Phật quan biết một chúng sinh ở cõi trời hữu tưởng vô tưởng, tường trần căn lành sẽ hiểu pháp Phật. Chúng sinh ở đó 84.000 kiếp, sau sẽ sinh vào cõi đời không tâm dục. Nghe đức nhất nơi pháp đại thừa, sẽ phát tâm vô tưởng không thoái chuyển. Giữa lòng từ đức Chiên Đàn Hương dùng phương tiện bảo các thi kheo, Như Lai sẽ niết bàn. Sau đó Như Lai nhập tam muội vô yểm thì hiện niết bàn. Sau lời của Phật được truyền bá khắp nơi, chân pháp của Phật trụ đời 1.848 vạn 4.000 năm, cứu độ vô số chúng sinh, tại đó không có tượng pháp. Giới sức tam muội và thần lực, Phật ẩn thân suốt 84.000 kiếp, thì nam suốt 84.000 kiếp và khóa độ vô số chúng sinh, thì cũng ngần ấy kiếp, chúng sinh kia ở cõi trời vô tưởng, hết tuổi thọ vì trời ấy sinh vào một nhà trưởng giả của cõi đời. Năm đứa bé lên 8 tuổi, Đức Chiên Đàn Hương xuất định thì hiện thân Phật trong nhà ấy cho đứa bé thấy. Người trong nhà đó đều không thấy. Phật vì đứa bé giảng kinh pháp, dạy nhà là hoạn nạn, khen ngợi đạo lớn không thể nghĩ bàn. Đứa bé chí tâm nghe pháp, phát tâm Bồ Đề vô thượng, thành tựu pháp không thoái chuyển. Thế vậy, Phật tự ký cho đứa bé, sau 72.000 A Tăng Kỳ kiếp, đứa bé sẽ thành Phật hiệu Bảo Thượng, là đấng Như Lai ứng cúng, thiên biên tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, tư nhân sư, Phật Thế Tôn. Những việc ấy, người trong nhà không hề hay biết, chỉ có đứa bé biết. Lúc ấy 12.000 thiên tử nghe Phật tỏ kế đều phát tâm Bồ Đề vô thượng, phát nguyện. Khi Đức Bảo Thượng thành Phật, chúng ta sẽ sinh vào cõi Phật. Đức Phật Chiên Đàn Hương bảo, các vị sẽ được toàn nguyện. Sau khi tỏ kế xong, Đức Chiên Đàn Hương vào Niết Bàn, rồi người đều cúng dường xá lợi. Thiện nam lòng từ bi của chư Phật rộng lớn như thế, thanh văn duyên giác không thể biết được. Thiện nam, giáo pháp của Phật sắp đoạn diệt thì chư Phật lại gia hộ, tăng trưởng công đức, hóa độ làm cho giáo pháp càng được lưu truyền rộng rãi, không để diệt mất. Lúc Phật giảng pháp đại từ, có vô số chúng sinh phát tâm Bồ Đề vô thượng, vô số Bồ Tát đại pháp nhận nhu thuận, vô số Bồ Tát phát tâm đại bi, thành tựu Đà La Ni, thành tựu nhận A Duy Nhan. Nghe pháp này chúng sinh đều vui mừng phát tâm lành, khen ngợi đức của Phật, đại hoa trổ nhạc cúng dường Phật. Phẩm 10 hạnh nghiệp. Phật nói thì nam thế nào là hạnh nghiệp của Như Lai? Có 32 hạnh do trí tuệ vô thượng, Phật biết xứ, phi xứ, hữu hạn, vô hạn, hữu di, vô di. Thế nào là xứ, phi xứ? Phi xứ không được cứu độ, thân làm ác, miệng nói lời ác, tâm người ác nó không bao giờ toàn nguyện, không thể sinh vào cõi lành. Xứ là được toàn nguyện, thân làm lành, miệng nói lời lành, tâm nghĩ điều lành, vui vẻ an ổn, được sinh vào cõi lành. Kẻ tham lam tài vật, phạm giới cấm, làm ác làm ông được sinh vào cõi trời người. Kẻ độc ác sân hận lại mong được thân đoan chánh. Kẻ biến lười làm ông đạt đạo. Kẻ phong túng mê hoặc lại cầu nhập tịch diệt. Kẻ tà chấp không chánh kiến làm ông được trí vô ngại, trí chân chánh. Tất cả việc đó không thể xảy ra. Bố thí mới mong giàu có, giữ giới mới sinh vào cõi trời người. Nhẫn nhục được thân đoan nghiêm, tinh tấn mới đạt đạo, thiền định mới tịch diệt, chánh trí mới đạt vô ngại. Việc này là thật. Kẻ phạm giới tâm không định, người giữ giới thanh tịnh tâm luôn tịch tịnh. Kẻ điên đạo không thể đạt nhẫn nhu thuận, người chánh trí mới đạt pháp nhẫn. Kẻ hồ nghi tâm không thể định, người trừ nghi tâm đạt định. Người nữ không thể thành chủ long vương, đã thích phạm thiên, ma vương, Phật. Phải chuyển thân nữ mới thành các vị trên. Chủ long vương luôn dùng chánh pháp trị nước, thương yêu nhân dân. Không tà ác, không thể có chủ long vương làm điều bất thiện, tổn hại dân chúng, hung bạo, độc ác. Người có út đơn việc không bao giờ phạm điều ác,
về đọa địa ngục chịu khổ. Người cõi luôn được sinh lên cõi trời hưởng diệu lạc. Kẻ giết chúng sinh mong mạng, mong sống lâu. Kẻ trộm cắp mong không mất của. Kẻ dâm dục cầu được hóa độ. Kẻ nói dối mong được biện tài. Kẻ say rượu mong không loạn tâm. Kẻ đâm tọc mong được hòa thuận. Kẻ nói ác cầu được ngợi khen. Kẻ lời nói lời theo dệt mong được tiếng thơm. Kẻ sân hận mong được sắc đẹp. Kẻ tranh chấp cầu được an ổn. Kẻ tà chấp cầu giải thoát. Tất cả việc đó không thể xảy ra. Người không giết chúng sinh được sống lâu. Người thanh liêm không bị trộm. Người trinh tiết không bị cưỡng dâm. Trung tính không bị dối gạt. Trí tuệ không sai loạn. Không tranh chấp, hòa nhã, không thô. Thành thật không theo dệt. Nhẫn nhục không sân hận. Bố thí không tham lam. Chánh kiến không tà vậy. Những người như thế sẽ sống lâu, không mất của, vợ tranh thuận, hơi miệng thơm, đủ trí biện thuyết, quyến thuộc hòa thuận, được người khen ngợi, nghe tin lời mình nói, nhiều của cải, có sắc đẹp, ưa nhìn, đời đời biết đạo, như việc ấy là thật, biết tám bậc sẽ đạt quả chứng, biết quả chứng sẽ tùy thời gian, biết giáo đạo, chịu lưu, không vào sinh tử 8 lần, biết sự vãn hoàn, không vào sinh tử 3 lần, biết sự vãng lai nhất lai, không vào sinh tử 2 lần. Từ năm ấm đạt diệt độ, biết sự không trở lại, bất hoàn, không vào sinh tử, biết nơi chốn sẽ nhập diệt, biết không chấp trước, A-la-hán không còn vào các cõi. Biết hiền thánh không bỏ Phật đạo để học ngoại giáo, hiền thánh nương tựa Phật không quy y ngoại đạo, Bồ Tát sẽ đạt pháp nhẫn không thoái chuyển, không thể quay lại học pháp tiểu thừa. Bồ Tát đạt pháp nhẫn nhất định sẽ thành Phật. Bồ Tát an tọa bên cây Bồ Đề, không thành đạo sẽ không rời cây. Bồ Tát an tọa của Bồ Đề nhất định thành Phật. Trí Phật rộng lớn không gì trở ngại. Trí Phật không bị trở ngại, không thể cho rằng trí Phật bị tổn hao, không cung cấp. Vì trí Phật rộng lớn, thông đạt tất cả nên chúng sinh không thể thấy tâm Phật. Tâm Như Lai trên trời dưới đất, không ai thấy được. Trên trời dưới đất không ai thấy được tướng đỉnh đầu của Phật. Biết Như Lai luôn sống trong định, biết tâm niệm của chúng sinh, tâm Phật không trở ngại thì biết tất cả. Từ xưa đến nay, Như Lai không quên lời Phật dạy khắp 10 phương, không có lỗi của lời nói. Như Lai không lậu hoặc, thân hạnh của Phật luôn thanh tịnh hơn cả mặt trời mặt trăng, Đế Thích Phạm Thiên. Sự thanh tịnh của hư không không gì sánh bằng, đạo tuệ của Phật cũng thế, vòi vọi không gì sánh. Thiện Nam, việc biết về xứ phi xứ của Như Lai không thể hạn lượng, lời Phật là không cùng, danh tự Phật giảng là chân thật. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ, đại địa có thể phá, hư không có thể lay, lời của Phật nói ra không thể nào xa lệch, trượng phu có thể phục, trong không tìm năm sắc, lời của Phật nói ra không thể nào xa lệch. Những lời dạy của Phật trước sau và khoảng giữa tất cả đều thành thật, không ai có thể bì. Phật giảng xứ phi xứ, các khoảng trước giữa sau tất cả đều chân thật, không bao giờ đổi khác, hiểu rõ tất cả cõi, tùy thuận giảng kinh pháp, như thế không hư dối, thấy rõ tâm chỉ tánh. Các đạo sĩ ngoại giáo không an ổn một nơi, vì không hiểu xứ xứ. Phật chánh giác không vậy, Phật biết xứ phi xứ. Tùy thuận độ chúng sinh, tiếng Phật vang khắp nơi. Tùy nói giảng kinh pháp, chúng sinh đều được độ, Phật quan sát tất cả, tùy thời mà soi xét. Nên dùng pháp gì dạy, đó là hạnh bậc nhất. Đa thu thắng của Phật, hạnh Phật không lỗi lỗi. Độ chúng sinh như vậy không thể nào tính đếm, xứ phi xứ Phật giảng, đó là oai lực Phật, ngoài đạo không sánh được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kinh Đại Bi, quyển 3, nguyện đem công đức này hướng về khắp cả, để tử về chúng sanh được trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Kinh Đại Bi, Nam mô Kinh Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.